Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 12, gần 700 đại biểu, trong đó có hơn 20 đại biểu là nhân chứng lịch sử, trực tiếp tham gia chiến dịch phòng không 12 ngày đêm và lập nên chiến công vang dội về dự hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 1972, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại. Đây là một trong những hoạt động nổi bật chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, do Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội tổ chức. Là một trong 20 nhân chứng lịch sử, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Việt, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn chiến đấu bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất trong 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội năm 1972. Hành trình tên lửa phòng không vào chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Trong bài tham luận là những ký ức, những kỷ niệm khó quên của ông khi trực tiếp tham gia vào thời khắc lịch sử này. Như là đêm đầu tiên là 9 máy bay B-52 và 165 lần chiếc máy bay F nó đi vào hộ tống. Thế nên chính như thế mà gây cái áp lực. Nhưng đêm hôm ấy ta anh rơi được 2 chiếc, tại chỗ 1 chiếc bay rơi xa. Cho 3 chiếc B-52 trong đêm ấy thì thấy bộ đội tên lửa thông báo lại thì thấy rất phấn khởi. Với những người lính trực tiếp tham gia bảo vệ Hà Nội, chứng kiến thủ đô trải qua những ngày đẫm máu, dù 50 năm trôi qua nhưng những ký ức về 12 ngày đêm trong họ vẫn còn nguyên vẹn. Và có sân bay đánh tới 10 lần, nghĩa là không còn sân bay để cất cánh nữa. Chúng tôi phải cất cánh bằng tên lửa bổ trợ, bằng những cái loại mà đeo thêm 2 quả tên lửa vào để đẩy cho máy bay nó cất cánh nhanh ở đoạn đường băng còn lại ở sân bay Đa Phúc. Giám xác minh xong cái thì đơn vị đó là gì? Xác định đúng cái đơn vị là đã bắn rơi chiếc máy bay. Đấy, sự tình chiến đấu đó là trong tích tắc ấy. Mà có mấy giây nổ súng ấy thôi nhưng mà cũng là cả một cái thời gian rất dài. Hội thảo là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Nhằm bổ sung những thông tin, tư liệu để tiếp tục khẳng định sâu sắc nguyên nhân, tầm vóc, ý nghĩa của chiến công, đúc rút những kinh nghiệm thiết thực vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôn vinh và tri ân công lao cống hiến, sự hy sinh vô bờ bến của các lực lượng đã làm nên chiến thắng. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 đã lùi xa 1/2 thế kỷ. Nhưng thời gian càng lùi xa, càng cho thấy rõ sức mạnh, khí phách anh hùng, bản lĩnh, trí tuệ là bản anh hùng ca được viết bằng ý chí và sức mạnh của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, quyết chiến đấu vì thống nhất non sông, vì độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày 8 tháng 12, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt, truyền thống và hữu nghị, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, nhằm ôn lại trận đánh có tính bước ngoặt, dẫn đến đàm phán hòa bình và kết thúc chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam. Góp phần quan trọng làm nên chiến thắng này là sự giúp đỡ to lớn, chí tình của các chuyên gia quân sự Liên Xô. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, phản ánh. Tham dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, có đông đảo đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Nga, Hội hữu nghị Nga-Việt, Hội cựu chiến binh Nga và Việt Nam, cán bộ nhân dân Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đại diện các tổ chức, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Liên bang Nga. Các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô cũ, Nga, dù tuổi cao, có người phải chống gậy, nhưng đã đến dự buổi lễ. Họ đã có một quãng tuổi trẻ hào hùng, kề vai sát cánh trong các trận đánh khốc liệt cùng với các chiến sĩ Việt Nam, dành cho nhân dân Việt Nam tình đồng chí, tình người. Trong số đó, Trung tướng Viktor Ivanovich Filipov là một chứng nhân lịch sử, người đã đích thân tham gia trận Điện Biên Phủ trên không. Sự giúp đỡ của chúng tôi cho Việt Nam khi đó là hoàn toàn cần thiết. Trong thời gian tôi ở Việt Nam, mà tôi ở trung đoàn tên lửa phòng không,
chúng tôi đã bắn rơi 32 máy bay, trong đó có 9 máy bay B-52. Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, Nikolai Kolesnik chia sẻ, hồi đó, các cuộc tập kích đường không vào các tỉnh miền Bắc Việt Nam diễn ra hết sức ác liệt, gây khó khăn cho công tác đào tạo bộ đội tên lửa Việt Nam. Họ phải tổ chức huấn luyện ngay trên thực địa chiến đấu theo nguyên tắc, cầm tay chỉ việc, hãy làm như tôi. Điều kiện huấn luyện rất khắc nghiệt. Mỗi ngày, chuyên gia Liên Xô làm việc từ 12 đến 15 giờ. Cuối cùng, hệ thống phòng không của Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia quân sự Liên Xô hiên ngang đứng vững trong 12 ngày đêm khói lửa, làm nên chiến thắng vang dội Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Lúc đó chúng tôi còn trẻ, chúng tôi đã chiến đấu. Chúng tôi tràn đầy quyết tâm làm tất cả để giúp nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam chiến thắng quân xâm lược, giữ gìn hòa bình và thống nhất đất nước. Chúng tôi tự hào vì những gì đã làm được. Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ cảm ơn và kính trọng sâu sắc tới các cựu chiến binh, chuyên gia quân sự Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam một cách chuyên nghiệp và quên mình, qua đó góp phần quan trọng vào chiến thắng trong trận Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Người dân Việt Nam không bao giờ quên những ân tình đó và hiểu rằng chính sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của những người bạn Liên Xô đã góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều nay kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã xem xét các tờ trình, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 36 nghị quyết quan trọng. Trong năm 2023, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung giám sát việc triển khai nhiều vấn đề như công tác đầu tư công, các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2025, chiến lược phát triển y tế, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 131 trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023. Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố cần đánh giá và dự báo các tình huống kinh tế xã hội năm 2023 để có sự chủ động ứng phó, tập trung đầu tư hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và dự kiến gặp khó khăn trong thời gian tới. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố cần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu GDP năm 2023 từ 7,5% đến 8%, tập trung chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra việc khắc phục các vụ việc tồn tại kéo dài và có kiến nghị xử lý dứt điểm. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa thay mặt Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo một số nội dung tiếp thu giải trình về dự án luật đất đai sửa đổi sau phiên thảo luận tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Liên quan tới các khoản thu từ đất đai, có ý kiến đề nghị quy định nguyên tắc đánh thuế đối với người quản lý sử dụng nhiều đất đai hơn so với hạn mức, đối với trường hợp để hoang hóa đất đai không sử dụng. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết số 18 khóa 13 về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai đã xác định quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang. Chính vì vậy, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu phối hợp với các cơ quan để thể chế trong pháp luật về thuế, không phải trong luật đất đai đang sửa đổi.